Mỹ thúc giục Nga trao đổi tù nhân. Washington gia tăng thuyết phục Moscow chấp nhận thỏa thuận trao đổi tù nhân sau khi ngôi sao bóng rổ nữ Mỹ bị tuyên án 9 năm tù ở Nga. Đó là một vấn đề nghiêm túc. Chúng tôi kêu gọi Nga đồng ý. Đáng lẽ họ nên chấp nhận thỏa thuận từ vài tuần trước, ngay khi chúng tôi đưa ra. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 4 tháng 8 cho biết về đề xuất Nga chấp nhận thả hai công dân đang bị bắt giam tại Nga gồm Britney Greener, 31 tuổi, và Paul Guilan, 52 tuổi. Greener, ngôi sao bóng rổ nữ Mỹ, ngày mùng 4 tháng 8 bị tuyên án 9 năm tù với cáo buộc buôn lậu chất ma túy. Whelan, cựu binh thủy quân lục chiến của Mỹ có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2020 với tội danh hoạt động tình báo tại Nga. Phía Mỹ đề xuất trả tự do cho tài buôn vũ khí người Nga Victor Butz, 55 tuổi, đang thụ án 25 năm tù tại Mỹ để đổi lấy tự do cho Whelan và Greener. Ông Kirby tiết lộ, Ngoại trưởng Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày 29 tháng 7 và thúc giục Nga sớm chấp nhận thỏa thuận. Sau cuộc gọi, đối thoại giữa chính phủ hai nước về trao đổi tù nhân được duy trì ở nhiều cấp độ. Ngoại trưởng hai nước đang có mặt ở Campuchia tham dự hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 55 AMM55. Kirby xác nhận, ông Biden sẽ tìm cách nói chuyện thêm với người đồng cấp Nga về bản thảo của Britney Greener. Một nguồn thạo tin tiết lộ với hãng Reuters rằng Nga muốn bổ sung thêm tù nhân vào danh sách trao đổi. Cái tên được họ đặt lên bàn đàm phán là Vadim Krasikov, 57 tuổi, đang chịu án tù trung thân ở Đức vì tội giết người. Krasikov bị kết án vào tháng 12 năm 2021 với tội danh sát hại một người gốc Chechnya là Zelim Khan ở Berlin hai năm trước. CNN cho biết moscow gửi đề xuất không chính thức về điều chỉnh thỏa thuận đổi người thông qua cơ quan an ninh liên bang fsb trả lời họp báo tại nhà trắng kobay bác bỏ khả năng chính phủ mỹ cân nhắc yêu cầu thêm người vào thỏa thuận chỉ trích ý tưởng thêm krasinkov vào danh sách không đáng để gọi là phản hồi đàm phán Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã được cập nhật liên tục về diễn biến đàm phán trả tự do cho Greenler và Greenland, cũng như những trường hợp mà Washington cho là bắt giam vô lý công dân Mỹ ở nước ngoài.